Chào mừng quý vị đến với video giới thiệu về tượng sứ Tam Đa, Phúc Lộc Thọ, một biểu tượng tinh thần mang lại may mắn, sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình bạn. Hãy cùng shop gốm sứ trang trí khám phá bộ tượng sứ này và ý nghĩa vô cùng đặc biệt của nó trong video ngày hôm nay. Tượng sứ Tam Đa, Phúc Lộc Thọ là một sản phẩm nghệ thuật đặc biệt mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc trong văn hóa Á Đông. Bộ ba tượng này đại diện cho ba vị thần Phúc, Lộc và Thọ, biểu tượng cho ba điều ước lớn nhất trong cuộc sống của con người: hạnh phúc, tài lộc và trường thọ. Sau đây là video thực tế của sản phẩm. Tượng sứ ông Phúc thường được miêu tả với hình ảnh một người đàn ông hiền hậu, bồng một đứa trẻ, biểu tượng cho sự hạnh phúc gia đình và con đàn cháu đống. Phúc tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và bình an. Tượng sứ ông Lộc được thể hiện qua hình ảnh một vị quan, thường cầm ngọc như ý hoặc thỏi vàng, biểu tượng cho tài lộc, sự giàu có và thành công trong sự nghiệp. Lộc tượng trưng cho sự phát đạt, thịnh vượng và phú quý. Còn tượng ông Thọ là hình ảnh một ông lão với khuôn mặt hiền từ, tay cầm cây gậy và quả đào tiên, biểu tượng cho sức khỏe và sự trường thọ. Thọ mang ý nghĩa của tuổi thọ dài lâu, khỏe mạnh và sự an lành. Bộ tượng sứ Tam Đa, Phúc Lộc Thọ thường được chế tác từ sứ cao cấp với đường nét tinh xảo và màu men rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp trang trọng và thanh tao. Bộ tượng này không chỉ là một món đồ trang trí độc đáo mà còn là một vật phẩm phong thủy mang lại những điều tốt lành cho gia chủ. Đặt tượng Tam Đa, Phúc Lộc Thọ trong nhà, nhất là ở phòng khách hoặc nơi làm việc, sẽ giúp gia đình thu hút được nhiều điều may mắn, tài lộc và sức khỏe, đồng thời tạo nên một không gian sống và làm việc hài hòa, ấm cúng. Đây cũng là một món quà ý nghĩa để tặng người thân, bạn bè trong các dịp đặc biệt như lễ Tết, tân gia, khai trương. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của bộ tượng sứ Tam Đa, Phúc Lộc Thọ. Hãy mang lại hạnh phúc, tài lộc và trường thọ cho gia đình mình bằng cách sở hữu bộ tượng phong thủy này. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thêm nhiều nội dung thú vị khác. Chúc các bạn luôn an khang, thịnh vượng và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.